Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh kiểm soát nền tảng truyền thông xã hội. Hôm qua, 28 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp nhắm vào các công ty truyền thông xã hội. Hành động này diễn ra chỉ vài ngày sau khi hãng Twitter dán nhãn cảnh báo hai trong số các lời tweet của ông Donald Trump là có khả năng gây hiểu lầm. Ông cảnh báo rằng chính quyền của ông sẽ kiểm soát chặt chẽ hoặc đóng cửa những nền tảng xã hội này. Vào ngày 29 tây tháng 5, Twitter đã đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc đối đầu với Tổng thống Trump. Tweet của ông Trump về vụ biểu tình ở Minneapolis, tiểu bang Minnesota, đã bị Twitter coi là vi phạm quy tắc của trang. Twitter đã gắn cảnh báo cổ suý bạo lực vào một trong những tweet được Tổng thống Trump đưa lên Twitter. Thống đốc Tim Walz ngày 28 tây tháng 5 đã huy động lực lượng vệ binh quốc gia ở tiểu bang Minnesota nhằm đối phó với những cuộc biểu tình nổ ra tại Minneapolis. Theo sau vụ một cảnh sát da trắng sát hại người đàn ông da màu có tên George Floyd, Twitter đưa ra cảnh báo kiểm tra sự thật đối với hai ý kiến của ông Trump trên mạng xã hội này. Vào ngày thứ Ba, phát ngôn viên của công ty cho hay họ cảnh báo về những mẫu tweet của ông Trump chứa đựng những thông tin sai sự thật về thủ tục bỏ phiếu và được đánh dấu để cung cấp thêm thông tin chung quanh bỏ phiếu khiếm diện. Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ điều chỉnh hoặc đóng cửa các công ty truyền thông xã hội một ngày sau khi công ty Twitter lần đầu tiên thêm lời khuyến cáo vào một số bản tin của ông, cũng như yêu cầu độc giả kiểm tra thực tế nhận định của ông. Thông báo hiển thị dấu chấm than màu xanh bên dưới của những dòng tin, nhắc nhở độc giả lấy thông tin về các lá phiếu gửi qua thư, hướng dẫn họ đến một trang có những bản báo tin và thông tin về người kiểm tra thực tế. Hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5, thì Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ điều chỉnh hoặc đóng cửa các công ty truyền thông xã hội. Động thái này được đưa ra sau một ngày Twitter thêm dấu chấm than màu xanh bên dưới một số tweet của ông chủ Nhà Trắng để cảnh báo độc giả kiểm tra tính chân thực của các tuyên bố này. Trước đó, vào ngày 26 tháng 5, ông Trump làm nóng câu chuyện sử dụng phiếu bầu cử qua bưu điện trên tweet của mình. Chính dòng tweet này đã bị Twitter gắn nhãn dấu chấm than màu xanh, cảnh báo người đọc cần kiểm chứng thông tin và đã được gỡ bỏ bởi các nhân viên của công ty ngay sau đó. Sự phát triển của các nền tảng truyền thông xã hội trong những năm gần đây đã vướng phải những lời chỉ trích liên quan tới sự cho phép những thông tin sai lệch phát triển. Tổng thống Donald Trump cho biết vào ngày 28 tháng 5 là ông đã ký sắc lệnh hành pháp nhằm kiểm soát các công ty truyền thông xã hội, bao gồm Twitter và Facebook. Ông Trump cho biết có thể bỏ hoặc điều chỉnh mục 230 của đạo luật truyền thông. Theo đó, các công ty truyền thông xã hội sẽ không còn được hưởng quyền miễn trừ trách nhiệm pháp lý đối với nội dung được đăng tải bởi người dùng trên các nền tảng này. Sắc lệnh được ký sau khi Twitter dán nhãn cần kiểm chứng thông tin ở các tweet của ông chủ Nhà Trắng về việc bỏ phiếu bầu cử qua bưu điện. Và phản hồi lại động thái của Tổng thống Trump liên quan đến việc giám sát kỹ các công ty truyền thông xã hội, Giám đốc Facebook Mark Zuckerberg trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Năm với CNBC cho biết các nền tảng Internet không phải là người chịu trách nhiệm phân tích mức độ trung thực của thông tin, mà chỉ mang tính hỗ trợ để giảm thiểu các luồng thông tin giả mạo. Ông Zuckerberg cho biết Facebook có một chương trình kiểm soát mạnh mẽ để hạn chế sự lây lan của những trò lừa bịp và sẽ gỡ bỏ thông tin có thể gây hại cho sức khỏe của người dùng hoặc ngăn chặn sự bỏ phiếu của cử tri. Đơn cử như một trường hợp gần đây khi Tổng thống Brazil nói rằng hydroxychloroquine đã được khoa học chứng minh là an toàn và chúng tôi phải đưa ra quyết định khó khăn khi bắt buộc phải gỡ bỏ bài đó khỏi Facebook. Ông Zuckerberg cũng nói rằng việc kiểm duyệt một nền tảng sẽ không phải là một phản ứng đúng của chính phủ. Điều này khiến ông Trump đưa ra những cáo buộc rằng các nền tảng này có thể can thiệp vào cuộc bầu cử của Tổng thống Mỹ sắp tới. Quay sang phần tin khác, thì khi ký lệnh chống nạn kiểm duyệt thông tin của mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố chính phủ sẽ xem xét lại việc chi tiêu hàng tỷ Mỹ Kim cho những công ty này. Tuy nhiên, công ty phân tích tại thị trường Potmatics đưa ra những dữ liệu chi tiêu cho quảng cáo cho thấy con số đó là quá thổi phồng. Đài CNBC cho hay vào thứ Sáu hôm qua, ngày 29 tháng 5, theo dữ liệu của Potmatics, thì từ đầu năm đến nay, chính phủ liên bang chỉ tiêu khoảng 170 triệu Mỹ Kim cho quảng cáo trên Facebook, Twitter và YouTube. Theo công ty thì con số thực sự nhỏ hơn nhiều. 20 cơ quan của chính phủ liên bang chi 135 triệu Mỹ Kim cho Facebook từ đầu năm đến nay, trong đó có cơ quan thống kê dân số, cơ quan an sinh xã hội, Bộ Cựu Chiến binh và Bộ Y tế. Tổng thống Trump cũng ký lệnh nêu trên vào hôm thứ Năm để trả đũa vụ Twitter đòi kiểm chứng thông tin đối với tweet của ông.
Lệnh này nhắm vào những công ty được miễn bị kiện theo khoản 230 luật Communication Decency Act. Theo điều khoản này, thì công ty mạng xã hội sẽ không bị kiện về phần lớn nội dung mà người dùng đăng tải. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump dự kiến sẽ ra lệnh xem xét lại một đạo luật mà lâu nay vẫn bảo vệ Twitter, Facebook và Alphabet của Google khỏi phải chịu trách nhiệm đối với những thông tin mà người sử dụng đăng lên. Giới truyền thông cho biết Tổng thống Donald Trump đã ký một lệnh hành pháp vào chiều ngày thứ Năm ngày 28 tây tháng 5 nhằm quản lý các mạng xã hội như Facebook, Google và cả Twitter. Sự kiện này đã diễn ra vào vài ngày sau khi mạng Twitter bắt đầu kiểm tra tính xác thực của một số dòng tin nhắn của Tổng thống viết về chuyện các tiểu bang dân chủ gửi phiếu bầu qua mail, khiến Tổng thống hết sức tức giận. Xác lệnh mới sẽ yêu cầu Ủy ban Truyền thông Liên bang FCC soạn thảo quy định về việc mạng xã hội có thể xóa các nội dung trên trang web của họ khi nào và như thế nào. Trang mạng xã hội Twitter lần đầu tiên gắn lời cảnh báo với hai trong số những lời bình luận mà ông Donald Trump đã đăng tải trên mạng xã hội Twitter để người đọc lưu ý rằng hãy kiểm nghiệm lại thông tin của ông Donald Trump. Trong một cuộc tấn công mà khó có thể nghĩ ra từ một đương kim Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã tố cáo cựu dân biểu của Đảng Cộng Hòa là sứ ngôn viên của chương trình Morning Joy của đài MSNBC, đó là ông Joy Scarborough, đã sát hại một nhân viên vào năm 2011, mặc dù lúc đó ông ta ở cách xa nơi xảy ra án mạng tới 800 dặm đường. Kết quả của cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy, cô sứ ngôn viên này tử vong sau một cơn đau tim rồi bị đập đầu vào một chiếc bàn. Cái chết được xác định là một vụ tai nạn. Tổng thống Donald Trump cáo buộc là ông Scarborough đã phạm tội sát nhân, có lẽ vì ngoại tình với cô này. Ông nói đây là một tình huống đáng nghi ngờ và kêu gọi nhà chức trách hãy mở lại cuộc điều tra. Timothy Clausus, chồng của cô Lori, kêu gọi Twitter hãy xóa những ý kiến của Tổng thống Donald Trump vì chúng gây ra nỗi đau cho gia đình của ông. Tổng thống Donald Trump nổi tiếng về sự thoá mạ tấn công các đối thủ bằng những thuyết âm mưu vô căn cứ, như là tố cáo cựu Tổng thống Barack Obama được sinh ra ở châu Phi, hoặc nói rằng thân phụ của Thượng nghị sĩ Ted Cruz liên quan tới vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy. Tranh cãi giữa Tổng thống Donald Trump và Twitter leo thang ngày 29 tháng 5, khi công ty truyền thông xã hội thực hiện bước đi chưa từng thấy là ẩn một dòng tin của Tổng thống Mỹ. Ông Trump viết trên Twitter là quân đội sẵn sàng nhập cuộc để giúp dẹp tan những cuộc biểu tình bạo động ở Minneapolis và cảnh báo những người cướp phá sẽ bị bắn. Twitter ẩn thông điệp này dưới banner ghi dòng chữ rằng dòng tin này vi phạm những quy định của Twitter về vinh danh bạo động. Trong lời đáp trả, Twitter cho biết công ty hành động vì lợi ích ngăn ngừa người khác bị kích động có những hành động bạo động. Hành động của Twitter diễn ra sau khi ông Trump nói ông sẽ đưa ra luật có thể bãi bỏ hoặc làm yếu đi luật bảo vệ những công ty Internet, trong đó có Twitter và Facebook. Luật đề nghị là một phần của sắc lệnh ông Trump ký chiều ngày 28 tháng 5. Ông Trump đã tấn công Twitter vì dán nhãn cảnh báo lên những dòng tin của ông trong tuần liên quan tới những tuyên bố không căn cứ về gian lận trong việc bỏ phiếu bằng đường bưu điện. Twitter để thêm một cảnh báo nhắc người đọc kiểm chứng các dòng tin này dựa trên dữ liệu. Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg nói với Fox News trong cuộc phỏng vấn đầu tuần này, "Tôi tin tưởng một cách mạnh mẽ là Facebook không nên là trọng tài chân lý của mọi chuyện mà người sử dụng nói trên mạng."